Vâng, xin kính chào quý vị trở lại phần 2 của chương trình OC35. Chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Thái là y sĩ trưởng của tổ hợp và bác sĩ Lê Hồng Sơn là bác sĩ là chairman, là người ngồi trên cái ghế của tổ hợp. Kính thưa quý vị, thì cái câu mà hỏi và đầu tiên của bệnh nhân là tôi có nhu lượng đường của tôi 145 thì bác sĩ nói không sao cả, nhất là không có triệu chứng gì, về ăn dinh dưỡng, tập thể dục rồi 6 tháng sau quay lại thử máu. Bác sĩ Thái, 6 tháng sau, nó có lâu quá không bác sĩ Thái? Vâng, để nhắc lại một phần nữa cái tầm quan trọng là khi mà bệnh tiểu đường nó đi qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là đề kháng insulin. Và khi mà bệnh tiến nặng hơn, lúc đó chúng ta sẽ có bệnh nó là insulin deficiency, tức là cơ thể chúng ta sẽ thiếu insulin và lúc đó bệnh chúng ta đã nặng rồi. Vâng. Thì khi mà lần đầu tiên chúng ta đã thấy là một người bệnh nhân thử đường trên 126 đã là tiểu đường rồi, thì không còn một lý do gì mà chần chờ không dùng thuốc chữa trị. Chúng ta chữa trị tiểu đường có thể dùng hai phương pháp, hai loại thuốc. Một loại thuốc đó là chữa cái bệnh đề kháng insulin. Và một loại thuốc có thể dùng để chữa cái bệnh gọi là thiếu insulin. Thì luôn luôn một người lần đầu tiên khi thấy đường đã cao rồi thì chúng tôi sẽ chữa lập tức và chúng tôi dùng cái nhóm thuốc gọi là để chữa bệnh đề kháng insulin thôi, cho cơ thể nó làm việc tốt trở lại. Quý vị có lo sợ là lỡ quý vị có bị chữa trị sớm quá hay không? Quý vị không nên lo sợ. Tại sao? Tại có những cái bài khảo cứu nó nói là ngay cả chưa có tiểu đường mà có nguy cơ tiểu đường, chúng ta có thể dùng những cái nhóm thuốc để chữa bệnh đề kháng insulin. Vâng, thì để trả lời câu hỏi bác sĩ Dương, một câu hỏi rất quan trọng. Đường thấy cao, chữa liền, không có diet, không có thể thao, không có gì hết trơn. Tại là về bệnh đã xảy ra 15 năm rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì khi mà quý vị bị tiểu đường thì cái việc đầu tiên là phải kiếm xem mình có những cái biến chứng gì nguy hiểm hay không. Một trong những cái biến chứng là mình có thể mình nhìn được vào trong cái mắt của chúng ta là mình biết được cái miếng mạch máu. Bác sĩ Sơn. Kính thưa quý vị, tổ hợp OC35 cũng như là Orange County Adventist Medical Group rất là chú trọng tới vấn đề đề phòng những biến chứng. Đặc biệt bác sĩ Dương vừa mới đề cập tới vấn đề mà những biến chứng về mắt, đặc biệt trong quý vị bệnh tiểu đường. Đối với tổ hợp OC Adventist Medical Group, chúng tôi đi thêm một bước khá xa và có thể là hơi khác nhưng như những cái nhóm khác, là chẳng những mỗi một năm chúng tôi ép các bác sĩ gia đình để phải đưa người bệnh nhân đi khám mắt hàng năm để tìm xem những dấu hiệu đầu tiên của biến chứng trong bệnh mắt. Và chẳng những vậy, và nếu mà chẳng vì lý do này vì lý do khác người bệnh nhân không đi khám trong năm đó, chúng tôi còn liên hệ trực tiếp tới những bác sĩ mắt đặc biệt và sẽ những người bác sĩ đó sẽ liên hệ trực tiếp với người bệnh nhân để yêu cầu người bệnh nhân làm tới khám nghiệm về mắt. Do đó mà nếu quý vị là thành viên của tổ hợp Orange County Adventist Medical Group hoặc là OC35, nếu mà quý vị được nhận một cú điện thoại hoặc là từ văn phòng bác sĩ mắt ở trong vùng gọi quý vị tới để khám mắt để trong năm nay, thì quý vị xin quý vị đừng có ngạc nhiên, cái đó là một cái điều mà tổ hợp Orange County Adventist Medical Group rất là tự hào, là chúng tôi đi một step khá xa ngoài vấn đề mà khuyến khích bác sĩ gia đình hàng năm yêu cầu người bệnh nhân đi khám mắt. Mà nếu vì lý do nào đó, vì chuyện đó không xảy ra, chúng tôi sẽ trực tiếp make cái connection giữa người bác sĩ mắt và người bệnh nhân để bảo đảm là chuyện khám mắt là chuyện xảy ra và bảo đảm hy vọng là không có những biến chứng về mắt cho người bệnh nhân. Vâng, kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết rằng là trong hơn một năm qua thì tổ hợp OC Advantage số 35 đã có contract với lại K-Optima. Thành ra nếu mà bệnh nhân nào mà trong cái hệ thống của K-Optima thì quý vị, tại vì tổ hợp OC Advantage từ trước đến giờ vẫn để cho bệnh nhân đi khám một cách tự do và có thể liên lạc thẳng với bác sĩ chuyên khoa để lấy hẹn. Thì khi mà trong cái hệ thống của K-Optima thì họ chỉ yêu cầu chúng tôi là phải thanh minh thanh nga với quý vị, là phải nói cho quý vị biết là cái vấn đề mà quý vị được đi khám bệnh một cách tự do với các bác sĩ chuyên khoa đó là cái quyền của bệnh nhân trong tổ hợp OCA số 35. Khi cái OC là Orange County Advantage là
là quý vị đang ở Orange County thì là Orange County A là cái Advantage. Thật ra vì vậy nếu mà quý vị nào trong cái Optima mà với hệ thống của OCA thì quý vị được hưởng những cái quyền lợi mà từ trước đến giờ chúng tôi dành cho những bệnh nhân có Medicare không mà thôi. Thật ra nếu mà họ muốn nói một lần nữa, họ muốn nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi bắt buộc là phải nói với bệnh nhân là đây là những cái trường hợp của tổ hợp OCA 35 dành cho quý vị chứ không phải của Captima. Tại vì là họ nói là họ sợ một cái điểm là nếu quý vị của Captima trong một cái tổ hợp nào khác mà không được những cái quyền lợi của tổ hợp OCA, quý vị sẽ than phiền với họ và họ không muốn bị cái than phiền về cái lỗi mà họ không có làm. Thật ra một lần nữa thì nếu quý vị nào đang trong hệ thống Captima mà muốn được các bác sĩ gia đình, nhất là các bác sĩ chuyên khoa về ngoài khám cho quý vị, thì quý vị có thể gọi thẳng với Captima để và nói là quý vị muốn vào tổ hợp OC Advantage số 35. Bác sĩ Dương có biết không, ngay cả những người bệnh nhân ở vùng Los Angeles theo qua cái chương trình OC 35 tới phòng mạch, tôi hỏi là có thể đổi qua OC 35 được không? rất là xin lỗi là không, quý vị ở vùng Los Angeles không thể đổi qua OC 35 mặc dù quý vị đã thích chương trình OC 35. Và cái điều đặc biệt nữa là bác sĩ Dương, bác sĩ thấy những người bệnh nhân ở vùng Los Angeles đã tới phòng mạch tôi khi họ đề cập tới chương trình tổ hợp OC 35, cái chuyện đầu tiên là họ cười trước. Rồi một chương trình chẳng những là thích thú về vấn đề những kiến thức y tế rất là thực dụng, mà nổi cái tên OC 35 cũng đủ tạo nên cái niềm vui cho mọi người đã xem cái chương trình của chúng ta. Và hy vọng rằng tất cả những người bệnh nhân trong tổ hợp OC 35, thật sự là bệnh nhân của tổ hợp OC 35, sẽ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc như cái chủ đề chủ trương của tổ hợp đã thành lập từ bao nhiêu năm nay. Kính thưa quý vị, thì khi mà chúng tôi rất nhiều bệnh nhân mà xem cái chương trình này thì thấy bác sĩ Dương thì nói nhiều quá, bác sĩ Thái thì nghiêm nghị quá, còn bác sĩ Sơn thì thấy rất là người trung dung, thực ra họ cứ hỏi dễ dàng, họ thấy mới họ cứ nói bác sĩ Sơn phòng mạch ở đâu, có tôi là ở Orange County có tôi khám được hay không, thì chúng tôi nói là chúng tôi đã dụ bác sĩ Sơn về đây lâu lắm rồi, nhưng mà bác sĩ Sơn tại vì là phải take care những một số những bệnh nhân ở trên vùng San Gabriel và Los Angeles, và vì vậy linh hồn của bác sĩ Lê Hồng Sơn vẫn nằm ở Orange County, kính thưa quý vị. Vâng ạ, thì bác sĩ Thái, trước khi mà chúng ta qua một cái đề tài mới, thì nếu mà cái người bệnh nhân đó 140 với lại cái đường 145 thì bây giờ ông ta có thể lấy một cái second opinion trong cái hệ thống Captima, nếu mà ông ta thuộc OC 35 thì không có một cái khó khăn gì cả. Nhưng mà bác sĩ Thái có khuyên là bệnh nhân nên lấy một cái second opinion không? Tại ông ta cứ nói là chúng tôi đi vâng, tới đi lui, bác sĩ họ nói thử nước tiểu cũng không có gì cả, thì không vâng, có lo gì hết. Vâng, quý vị nếu mà có đường cao mà chưa được chữa trị, hoặc là bảo khuyên là quý vị nên diet và thể thao thôi rồi 6 tháng sau qua lại, thì thật sự tôi xin đề nghị với quý vị xin được khám một người bác sĩ chuyên môn về tiểu đường. Ở trong tổ hợp Orange County Advantage số 35 có một số những bác sĩ tiểu đường và sẽ hướng dẫn quý vị, và tôi sẽ cam đoan quý vị sẽ được chữa trị liền. Để nói tóm tắt lại, vấn đề tiểu đường là có hai, bắt đầu là đề kháng insulin, thứ hai là thiếu insulin. Ngay cả vừa chứng minh là mình đã có đề kháng insulin, chúng ta có thể dùng thuốc để chữa trị. Ngoài ra, muốn chữa trị đề kháng insulin, chúng ta có thể dùng diet, và ngay cả thể thao, đi bộ thật nhiều, quý vị cũng có thể làm giảm cái bệnh đề kháng insulin. Vâng, quý vị đường đã cao nên chữa trị liền lập tức. Vâng ạ, kính thưa quý vị, thì một trong những câu đố mà chúng tôi đã đố khi trước lâu lắm rồi, thì chúng tôi xin phép được giải thích cho còn mấy giây trực vào lại là không nên ăn ớt vì ớt có thể làm loét bao tử. Câu này có đúng hay sai? Tại vì cay có phải là một cái vị giác hay không? Kính thưa quý vị, ăn ớt không có sao cả, nó không có làm chúng ta bị loét lở bao tử, nhưng mà ăn ớt nó có thể làm chúng ta bị đau. Thành ra vì vậy loét lở bao tử nó gây ra bởi hai cái bệnh khác nhau. Thứ nhất là uống thuốc đau nhức, cái thứ hai là tại bị cái con vi trùng. Thành ra vì vậy chúng tôi sẽ trong tương lai chúng tôi sẽ triển khai thêm về cái vấn đề mà làm sao để biết được mình có bị con vi trùng hay không và tránh được những loại ung thư khác nhau. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn vào quý vị vào tuần tới. Đây là chương trình của tổ hợp OC Advantage số 35.